Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Thì như các bạn đã biết là nhà mình mới sinh em bé này, có trẻ nhỏ. Thế thì trước kia thì nhà động người lớn thì mình cũng không quan tâm lắm, nhưng mà gần đây thì là nhà có trẻ nhỏ, xong cái đó thời tiết mấy ngày nay thì các bạn ở đây thấy ở đây nó rất là rét đậm, rét hại. Mà mấy ngày rét này là nó rơi vào những ngày rét nhất của mùa đông năm nay. Thế thì hôm nay mình đặt một cái này gọi là cái nhiệt kế đo nhiệt độ trong phòng đấy. Thì đang ăn cơm thì anh shipper gọi ra nhận hàng, tưởng hàng gì mà cái này nó giá của nó chỉ có 90.400 đồng nhá, nhưng mà shipper lấy giá 90.000. Căn bản nhiều lần mình cũng bo một vài nghìn tiền nhá rồi, nên lần này các anh cũng cho mình 400 đồng các bạn nhá. Thế bây giờ mình sẽ mổ ra xem bên trong nó như thế nào nha các bạn nhá. Bé mà. Cái này là cái nhiệt kế treo trong phòng các bạn nhé. Nếu mà như ai mà các bạn đi viện là các bạn thấy rồi đấy. Đặc biệt là ở những cái phòng nhi thì thường thường là sẽ có treo ở ngay trong phòng nhi đấy, là các bạn nhìn thấy ngay. Đây. Vỏ giao diện đây. Đây là giờ, hình như đây là giờ, đây là nhiệt độ thôi. Bây giờ mình bóc luôn nhé. À, cái này nó chạy bằng hai quả pin này, pin như pin điều khiển tivi này các bạn này. Đó. Còn đây là cái máy nhiệt kế này. Bambolai. Mà hãng thì chả biết, nhưng mà chỉ nhìn cái chữ là đây này. Ambo. Đấy. Bóc pin đi. Đấy, để biết thôi. Không biết phải cài đặt gì không? Bây giờ mới cho vào test. Nắp vào. Ngược. Có luôn, đường luôn đấy. Ôi các bạn ơi, cái này cho phát ăn ngay này các bạn này. Cái này cho vào cái là nó tự cảm nhận được luôn này. Bây giờ là 12 giờ, hơn 12 giờ một tí, đúng hơn 12 giờ luôn này. Ở đây nó hiển thị là 13 độ chấm 9°C, 14 độ. Cái này đang ở trong nhà các bạn nhé, đây trong phòng mình. Phòng mình hôm nay mình không bật điều hòa mà mình cũng không bật đèn sưởi nên mình mới cảm nhận được nó rét như nào hoặc là nó ấm như nào. Thì đây là 14 độ C, 14.4 này. Và độ ẩm của nó là 72% này. Và thời gian là 12 giờ này. Còn đây là những cái mốt này, phím gì đây? Phím mốt này là phím điều khiển này. Còn phím này là phím gì mình cũng chưa thử. Đây là nhiệt độ C Fahrenheit và đây là cái gì? À, cái đèn, đây là cái đèn này thì là ban tối mình sẽ bật lên và tắt đi để xem nó là cho nó dễ mà. À, đấy, cũng được các bạn nhỉ. Với có giá 90.400 đồng mà có được một cái nhiệt kế đo nhiệt độ trong phòng để kiểm tra thì cũng hay đấy các bạn ạ. Thôi nhá, video của mình xin dừng tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình nhé. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo lần sau của mình nhé. Đây, hiện tại trong phòng của mình là 15,5 độ C và độ ẩm là 78% và hơn 12 giờ rồi. Chào các bạn nhé.